Nhà Trần, 1225 đến 1400. Phần 4. Trần Anh Tông, Trần Thuyên. Anh Tông Hoàng đế, tên là Thuyên, con trưởng nhân tông, mẹ là Khâm Từ Bảo Thánh Hoàng Thái hậu, ở ngôi 21 năm, nhường ngôi 6 năm. Thọ 45 tuổi, băng ở cung trùng quang, phủ Thiên Trường, táng ở Thái Lăng. Vua khéo biết kế thừa, cho nên thời cuộc đi tới thái bình, chính trị trở nên tốt đẹp, văn vật chế độ ngày càng thịnh vượng cũng là bậc vua tốt của triều Trần. Xong tụ họp nhà sư trên núi Yên Tử, làm nhọc sức dân dựng gác ánh vân, thì chẳng phải là tỷ vết nhỏ trong đức lớn đó sao? Giáp ngọ, Hưng Long năm thứ hai 1294, Nguyên Chí Nguyên năm thứ 31, mùa xuân tháng 2, ngày mồng 7 ban bố các chữ quốc húy, chữ húy của vua là Thuyên, của nhân tông là Khâm, của thánh tông là Hoàng, của thái tông là Cảnh, của thái tổ là Thừa, của nguyên tổ là Lý các chữ nội húy, thánh từ hoàng hậu là phong, thuận từ hoàng hậu là diệu, hiền từ hoàng hậu là oanh, nguyên thánh hoàng hậu là hâm. Tháng 3, lấy nhập nội phán thủ thượng vị chiêu hoài hầu hiện làm đô áp nhà, coi giữ các sắc mục trong ngoài cung thánh tử, lấy con văn túc vương là văn bích làm thượng vị uy túc hầu. Mùa thu, tháng 7, ngày mùng 3, thượng tướng thái sư chiêu minh đại vương quang khải mất, thọ 54 tuổi. Quang Khải lúc mới sinh, phát chứng kinh suýt chết. Thái Tông lấy áo của Thượng Hoàng và thanh gươm báo truyền quốc để bên cạnh rồi bảo ông, nếu sống lại, sẽ ban cho những thứ này. Đến khi sống lại, Thái Tông nói, gươm báo truyền quốc, không thể trao bừa, chỉ ban cho áo của Thượng Hoàng thôi. Quang Khải có học thức, hiểu tiếng nói của các phiên. Trước kia, Thánh Tông thân đi đánh giặc, Quang Khải theo hầu, ghế tể tướng bò không, vừa lúc có sứ phương bắt đến. Thái Tông gọi hưng đạo Vương Quốc Tuấn tới bảo, thượng tướng đi theo hầu vắng chấm định lấy khanh làm tư đồ để tiếp xứ phương bắc quốc tuấn trả lời việc tiếp xứ giả thần không dám từ chối còn như phong thần làm tư đồ thì thần không dám vâng chiếu huống chi quan gia đi đánh giặc xa quang khải theo hầu mà bệ hạ lại tự phong chức thì tình nghĩa trên dưới e có chỗ chưa ổn sẽ không làm vui lòng quan gia và quang khải đợi khi xa giá trở về sẽ xin vâng mệnh cũng chưa muộn đến khi thánh tông trở về việc ấy lại bỏ đấy, vì hai người vốn không ưa nhau. Một hôm, Quốc Tuấn từ vạn kiếp tới, Quang Khải xuống thuyền chơi suốt ngày mới trở về. Lại Quang Khải vốn sợ tắm gội, Quốc Tuấn thì thích tắm thơm, từng đùa bảo Quang Khải. Mình mẩy cáo bẩn, xin tắm dùm, rồi cởi áo Quang Khải ra, dùng nước thơm tắm cho ông và nói. Hôm nay được tắm cho Thượng tướng. Quang Khải cũng nói, hôm nay được Quốc Công tắm rửa cho. Từ đó, tình nghĩa qua lại giữa hai người càng thêm mặn mà bản thân làm tướng văn tướng võ giúp dập nhà vua hai ông đứng hàng đầu quang khải ham học hay thơ có lạc đạo tập lưu hành ở đời con ông là văn túc vương đạo tái cũng nổi tiếng về văn học thời đó được thượng hoàng yêu ái hơn các em thúc bá khác bấy giờ thượng hoàng đến vũ lâm và chơi hang đá cửa núi đá hẹp thượng hoàng ngự chiếc thuyền nhỏ tuyên từ thái hậu ngồi đằng đuôi thuyền gọi văn túc vương lên mũi thuyền chỉ để một người chèo thuyền thôi. Đến khi Thượng Hoàng xuất ra, sắp ra đi, mời đạo tái vào điện dưỡng Đức Cung Thánh Tử cho ngồi ăn các món hải vị, làm thơ rằng, Hồng thấp bác quy cước, Hoàng hương trích mã an, Sơn tăng chỉ tịnh giới, Đồng tỏa bất đồng san, Quỷ cước bóc đỏ ướt, Mã yên nướng vàng thơm, Tăng giữ chai giới, Cùng ngồi chẳng cùng ăn. Tin yêu, quý mến đạo tái đến như vậy, định dùng ông vào chức to. Nhưng trời không cho sống lâu. Cháu Quang Khải là uy túc công văn bích làm thái bảo thời Minh Tông. Chắc là trương túc quốc thượng hầu nguyên đán là từ đồ đời nghệ tôn cũng có danh tiếng. Đức trạch của Quang Khải thực sâu dày, cùng hưởng phúc với nhà vua từ trước đến sau. Tháng 8, Thượng Hoàng Đích Thân đi đánh Ai Lao, bắt được người và xúc vật nhiều không kể xiết. Trong chiến dịch này, Trung Thành Vương không rõ tên làm tiên phong, bị quân Ai Lao bao vây, Phạm Ngũ Lão dẫn quân ập tới, giải vây, rồi tung quân ninh chiến, đánh bại quân Ai Lào, ban kim phủ cho Ngũ Lão. Tháng 9, lấy ngày sinh làm tiết sùng thiên. Thiếu Bảo Đinh cùng viên mất, vua tôn trọng không gọi tên ông. Ất Mùi, Hưng Long năm thứ ba 1295, Nguyên Thành Tông Mộc Nhĩ Nguyên Trinh năm thứ nhất, mùa xuân, tháng 2, ngày mùng 1, Sứ Nguyên Tiêu Thái Đăng Sang vua sai nội viên ngoại lang Trần Khắc Dụng, Phạm Thảo cùng đi theo, nhận được bộ kinh đại tạng đem về để ở phủ thiên trường, in bản phó để lưu hành. Mùa hạ, tháng 6, Thượng Hoàng trở về kinh sư, vì trước đã xuất ra ở cung Vũ Lâm rồi lại trở về. Bấy giờ, tuyên tử Thái Hậu từ khi khâm tử băng, phải quản việc trong cung, tính người khó khăn nóng này, dạy bảo rất nghiêm, mà vua vâng theo rất kính cẩn. Thượng Hoàng nói với vua, cha tự thẹn xưng là hiếu hoàng, nên dùng danh hiệu ấy để gọi quan gia thì phải. Ngày 13, người đàn bà ở phường Tây Nhai phía hữu Kinh Thành là Lê Thị Ta nghe tin chồng là Phạm Mưu đi xứ nước nguyên ốm mất, thương nhớ không ăn ba ngày rồi cũng mất. Việc ấy tô lên, vua cho bạc lụa để viếng. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói, công chúa Thiều Dương nghe tin Thái Tông băng, kêu gào mãi rồi chết, Lê Thị nghe tin chồng chết, không ăn mà chết. Mỹ ê phu nhân tiết nghĩa không thở hai chồng, nhảy xuống sông mà chết. Vợ Ngô Miễn là Nguyễn Thị không phụ nghĩa chồng, cũng nhảy xuống sông chết theo chồng. Mấy người này đức hạnh thuần hiếu, trinh tiết, trên đời thực không có nhiều. Các vua đương thời nêu khen họ để khuyến khích đời sau thực là phải lắm. Nhưng Thiều Dương và Nguyễn Thị chưa được nêu khen, cho nên bàn chung cả ở đây. Truy tặng đinh cùng viên làm thiếu phó. Mùa thu, tháng 8, thì con trai các quan văn từ miệng Sam trở xuống ở nhà An Hòa, sung bổ làm thuộc viên nhà ấy. Bính Thân, Hưng Long năm thứ tư 1269, Nguyên Trinh năm thứ hai. Mùa xuân, tháng 3, Thượng Phẩm Nguyễn Hưng đánh bạc, vua sai đánh chết. Phan Phu Tiên nói, luật pháp nhà Trần nghiêm cấm đánh bạc đến như vậy, thế mà đến đời dụ tông lại công nhiên làm bậy, gọi là những người giàu vào cung đánh bạc, rồi sau người trong nước bắt chức cái giờ ấy, không thể ngăn cấm được nữa. Cuối cùng vì tệ đánh bạc mà rồi mất nước. Nhân Huệ Vương Khánh Dư từ bài án vào chầu, người trong chấn kiện Khánh Dư tham lam thô bỉ. Hành khiển đem sự trạng tâu lên, Khánh Dư nhân đó tâu vua. Tướng là chim ưng, dân lính là vịt, dùng vịt để nuôi chim ưng thì có gì là lạ. Vua không hài lòng, Khánh Dư bèn trở về. Khánh Dư vào chầu không quá bốn ngày đã trở về, vì sợ ở lâu bị vua khiển trách. Mùa thu, tháng 7, vua ngự đến đông bộ đầu xem đua thuyền, được mùa to. Đinh dậu. Hưng Long năm thứ năm 1279, Nguyên Đại Đức năm thứ nhất, mùa xuân, tháng 2, duyệt định dân binh các xã trong cả nước, bắt đời đời làm lính, không được làm quan theo quy chế cũ. Đổi giáp thành hương, sai chiêu văn vương nhật duật đi đánh sách A Lộc, hưng nhượng vương quốc tảng đi đánh sách sầm tử. Ai lao xâm phạm sông Tràng Long, phạm ngũ lão đánh bại chúng, lấy lại được đất cũ, ban vân phù cho phạm ngũ lão. Mùa hạ tháng 4, lấy Trần Thị Kiến làm kiểm pháp quan, nhậm chức Đại An Phủ Kinh Sư. Thị Kiến tính người cương trực, trước kia là môn khách của Hưng Đạo Vương, Vương Tiến Cử Ông, được cất nhắc làm An Phủ Sứ Thiên Trường. Có người trong hương, nhân ngày dỗ đem biếu mâm cỗ, Thị Kiến hỏi vì cớ gì mà biếu. Người ấy trả lời là vì ở gần chi sở nên đem biếu chứ không kêu xin gì. Mấy ngày sau, quả nhiên có việc kêu xin. Thì kiến móc họng mở ra, đến đây lại được thăng làm kiểm pháp quan. Mỗi khi có kiện tụng, thì dùng lý lẽ mà bắt bẻ, việc đến thì tìm phương pháp để ứng phó. Người đời đều cho là giỏi xét đoán kiện tụng thì kiến người cự xa, nguyện đung triều. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói, thì kiến hành động lạ lùng quá mức để uốn nắn cái tệ xin sò của người bấy giờ, cũng như án anh tần tiện quá mức để uốn nắn cái thói xa xỉ tiếm lễ của quan trọng vậy. Mùa đông, tháng 10, sai phủ tông chính khảo chính phả hệ của họ nhà vua, mậu tuất hương long năm thứ sáu một nghìn hai trăm chín mươi tám nguyên đại đức năm thứ hai mùa xuân ban hai chữ húy là ngụy và châu mùa thu tháng tám cấm mọi người không được xưng là thần với các nhà đại thần tôn thất thi đánh gậy tháng chín gió lớn mưa to mùa đông tháng mười đánh ai lao tướng nguyên đầu hàng là trương hiền chết tại trận được tặng tước minh tự cho thờ ở thái thường Lấy Phạm Ngũ Lão làm hữu kim ngô vệ đại tướng quân. Đặt các quân hiệu thượng đô, thủy giả xoa đô, chân kinh đô, thích các chữ như chân kim, lên trán. Tháng 12, sau trổi mọc ở phương Đông. Vua lánh không ở chính điện, giảm món ăn. Lấy ngự sử đại phu Trần Khắc Trung làm đại an phủ kinh sư. Lấy Trần Thị Kiến làm nhập nội hành khiển hữu gián nghị đại phu. Vua ban cho ông cái hốt có khắc bài minh ngự chế. Thái Sơn Trinh Cao tượng hốt trinh liệt, linh trái tiến giác, vi hốt nam chiết. Thái sơn rất cao, hốt ngà rất cứng, linh trái sáu dâng sừng, làm hốt khó gãy. Kỷ hợi, hưng long năm thứ bảy 1299, nguyên đại đức năm thứ ba. Mùa xuân, tháng 4, ngày 12, xuống chiếu cấm chữ húy của khâm minh đại vương và thiện đạo quốc mẫu khâm minh tên húy là liễu. Thiện đạo tên húy là nguyệt, thiện đạo là phu nhân của liễu khi làm văn không được dùng. Các các chữ ngụy, thấp, nam, Càn, Tô, Tuấn, Anh, Tảng khi làm văn phải viết bớt nét. Nhà Trần Kiêng tên húy họ ngoại bắt đầu từ đây. Lấy Phạm Ngũ Lão làm thân vệ tướng quân kiêm quản quân thiên thuộc Phủ Long Hưng. Tháng 5, lấy đoàn Nhũ Hải làm ngự sử trung tán. Bây giờ Thượng Hoàng từ Phủ Thiên Trường trở về Kinh Sư. Các quan trong triều không ai biết cả. Vua thì uống rượu xương bổ say khớt. Thượng Hoàng thong thả đi thăm khắp các cung điện, từ giờ thìn đến giờ tỷ. Cung nhân dâng bữa, Thượng Hoàng Ngoảnh nhìn không thấy vua, lấy làm lạ, hỏi quan gia ở đâu. Cung nhân vào trong nội đánh thức, nhưng ngài không tỉnh. Thượng Hoàng giận lắm, lập tức trở về thiên trường, xuống chiếu cho các quan ngay ngày mai đều phải tới phủ thiên trường để điểm danh, ai trái lệnh sẽ bị xử tội. Đến giờ mùi vua mới tỉnh, cung nhân đem việc ấy tâu lên. Vua sợ quá, đi dạo ra khỏi cửa cung không thấy ai coi giữ, qua chùa tư phúc, thấy học sinh đoàn như hài ở cửa chùa. Vua hỏi, sau ngươi lại ở đây nhữ hải vội vàng lạy giặt xuống đất tâu thần vì mãi học đi lỡ ra đây vua bèn dẫn nhữ hải vào buồng ngủ và bảo vừa rồi chấm vì say rượu có tội với thượng hoàng giờ chấm định đến trước mặt ngài tạ tội ngươi hãy thảo cho chấm bài biểu nhữ hải đứng trước mặt vua soạn xong tờ biểu vua bèn lấy thuyền nhẹ đi ngay cho nhữ hải theo mình sáng sớm hôm sau vua tới phủ thiên trường dâng biểu tạ tội Thượng Hoàng thấy Nhữ Hải, liền hỏi là người nào. Nội nhân trả lời là người dâng biểu của quan gia. Thượng Hoàng không nói gì. Buổi chiều, mưa gió ập đến. Nhữ Hải vẫn cứ quỳ không nhúc nhích. Thượng Hoàng hỏi, người ở trong sân có còn đấy không? Nội nhân đáp rằng còn. Thượng Hoàng bèn sai nhận biểu để xem, thấy lời lẽ khẩn thiết cho gọi vua vào bảo. Chấm còn có con khác, cũng có thể nối ngôi được. Chấm đang sống mà ngươi còn như thế, huống chi sau này. Vua dập đầu tạ tội. Thượng Hoàng hỏi, ai soạn biểu cho ngươi? Vua thưa, đó là thư sinh đoàn Như Hải. Sự cú chép việc này vào năm mùi đời Minh Tông nay xét nên để ở đây. Thượng Hoàng bèn gọi Như Hải vào và bảo, bài biểu ngươi soạn, rất hợp lòng chấm. Rồi xuống chiếu cho quan gia lại vẫn làm vua, các quan về triều như cũ. Vua tử thiên trường trở về kinh, phong Như Hải làm ngư sử trung tán. Bây giờ có người ghen như hai tuổi trẻ làm quan to, làm thơ chế diễu rằng. Phong hiến luận đàm truyền cổ ngữ, khẩu tồn như xú đoàn trung tán. Ôn câu chữ cổ, đài ngự sử, miệng sữa còn hôi, trung tán đoàn. Như hài là cận thần của vua. Vua nói năng hành động gì đều được biết cả. Đến khi nhận chức này, xem thực lục của sử thần chép, có chỗ lầm lẫn, bèn sửa lại cho đúng, rồi đốt bỏ bản thảo cũ đi. Vua bái ít sơn lăng tháng 6, tế khắp các thần kỳ núi sông. Mùa thu, tháng 7, xây am ngự dược trên núi Yên Tử. Tháng 8, Thượng Hoàng từ Phủ Thiên Trường lại xuất ra vào núi Yên Tử tu khổ hạnh. Thượng Hoàng có lần ngự cung trùng quang, vua đến chầu, quốc công quốc tuấn đi theo. Thượng Hoàng nói, nhà ta vốn là người hạ lưu thủy tổ người hiền khánh, đời đời chuộng dũng cảm, thường xăm hình rồng vào đùi. Nếp nhà theo nghề võ, nên xá mdui để tỏ là không quên gốc. Bấy giờ thợ xăm đã đợi mệnh ở ngoài cửa cung. Vua dình lúc thượng hoàng quay nhìn chỗ khác về ngay cung trùng hoa. Một lúc lâu, thượng hoàng hỏi quan gia đâu rồi. Các quan tả hữu thưa là đã về cung trùng hoa. Thượng hoàng bảo quan gia đã trốn rồi chăng? thì xăm cho huệ vũ quốc trận vậy. Quốc phụ có xăm hình rồng ở đùi mà về sau nối ngôi không xăm ở đùi nữa là bắt đầu từ anh tông lại hồi quốc sơ, quân sĩ đều xăm hình rồng ở bụng, ở lưng và hai bắp đùi, gọi là Thái Long rồng hoa. Vì khách buôn người tống thấy dân Việt ta xăm hình rồng, lỡ gặp gió báo thuyền đắm, thuồng luồng không dám phạm tới, cho nên gọi là Thái Long. Vua thích vi hành, cứ đêm đến, lại lên kiệu, cùng với hơn chục thị vệ đi khắp trong kinh kỳ, gà gáy mới trở về cung. Có đêm, ra đến quân phường, bị bọn vô lại ném gạch chúng vào đầu vua. Người theo hầu thét lên, kiệu vua đấy. Bọn chúng biết nhà vua mới tan chạy cả. Một hôm, Thượng Hoàng thấy đầu vua có vết thương, vặn hỏi, vua cứ thực mà thưa. Thượng Hoàng giận dữ hồi lâu. In các sách Phật giáo Pháp Sư, Đạo trưởng Tân Văn và Công Văn cách thức ban hành trong cả nước. Tháng 9, xuống chiếu rằng từ năm canh dần 1290, Tân Mão 1291 đến nay, phàm bán ruộng đất và mua gia nhân làm nô thì cho được chuộc. Nếu để quá năm nay thì không cho chuộc nữa. Xuống chiếu cho sĩ nhân trong nước ôn luyện để đợi thi. Lấy nội quan Trần Hùng Thao làm tham chi chính sự, đồng chi thánh tử cung tả ti sự. Sau Hùng Thao can tội phê án tha người nên bãi chức. Canh tí, hưng long năm thứ tám một nghìn ba trăm, nguyên đại đức năm thứ tám. Mùa xuân, tháng riêng, ngày hai mươi bảy, động đất ba lần, suốt từ giờ thân đến giờ tí mới thôi. Tháng ba nhuận, Trần Quốc Khang chết. Quốc Khang từng cai trị Diễn Châu, chọn con gái đẹp trong châu làm vợ lẽ nàng hầu, nên các con thứ như Huệ Nghĩa, Quốc Trinh đều do các bà Diễn Châu sinh ra. Về sau chức tri châu Diễn Châu đều do con cháu Quốc Khang làm cả. Đến khi dòng giống thiếu người nối dõi, mới dùng người trong châu làm chức ấy. Mùa hạ, tháng 4 không chép ngày, mặt trời rung động. Tháng 5, ngày 16, xuống chiếu rằng các quan văn võ trong triều ai mới có chữ phê mà không có ấn chướng hạ bảy thì phải giảm một tư. Người có công đánh dẹp thì không phải giảm đó là xét những thiếp ban cho trong thời gian mất ấn. Người đàn bà lộ hồng đẻ một con trai có hai đầu. Tháng 6, ngày 24, sao xa. Hưng đạo vương ốm, vua ngự tới nhà thăm, hỏi rằng Nếu có điều chẳng may mà giặc phương bắc lại sang xâm lược thì kế sách như thế nào? Vương trả lời Ngày xưa triệu vũ dựng nước, vua Hán cho quân đánh, nhân dân làm kế thanh giã, đại quân ra khâm châu liêm châu đánh vào trường sa còn đoàn binh thì đánh úp phía sau đó là một thời đời đinh lê dùng người tài giỏi đất phương nam mới mạnh mà phương bắc thì mệt mỏi suy yếu trên dưới một giả dạ, lòng dân không lìa xây thành bình lỗ mà phá được quân tống đó lại là một thời vua lý mở nền nhà tống xâm phạm địa giới dùng lý thường kiệt đánh khâm liêm đến tận mai lĩnh là vì có thế vừa rồi toa đô ô mã nhi bốn mặt bao vây vì vua tôi đồng tâm, anh em hòa mục, cả nước góp sức, giặc phải bị bắt. Đó là trời xui nên vậy. Đại khái, nó cậy trường trận, ta dựa vào đoàn binh. Dùng đoàn binh chế trường trận là sự thường của binh pháp. Nếu chỉ thấy quân nó kéo đến như lửa, như gió thì thế dễ chế ngự. Nếu nó tiến chậm như các tầm ăn, không cầu thắng chóng, thì phải chọn dùng tướng giỏi, xem xét quyền biến, như đánh cờ vậy, tùy thời tạo thế. CODUC đội quân một lòng như cha con thì mới dùng được. Và lại, khoan thư sức dân để làm kế sâu dễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước vậy. Quốc Tuấn là con yên sinh vương, lúc mới sinh ra. Có một thầy tướng xem cho vào bảo, người này ngày sau có thể giúp nước cứu đời. Đến khi lớn lên, dung mạo khôi ngô, thông minh hơn người, đọc rộng các sách, có tài văn võ. Yên sinh vương trước đây vốn có hiểm khích với chiêu lăng, mang lòng hậm hực, tìm khắp những người tài nghệ để dạy Quốc Tuấn. Lúc sắp mất, Yên Sinh cầm tay Quốc Tuấn dối răng rằng, con không vì cha lấy được thiên hạ, thì cha chết dưới suối vàng cũng không nhắm mắt được. Quốc Tuấn ghi điều đó trong lòng, nhưng không cho là phải. Đến khi vận nước lung lay, quyền quân quyền nước đều do ở mình, ông đem lời cha dặn nói với Gia Nô là giá tượng, yết kiêu, hai người Gia Nô can ông. Làm kế ấy tuy được phú quý một thời nhưng để lại tiếng xấu ngàn năm. Nay đại vương há chẳng đủ phú và quý hay sao? Chúng tôi thể xin chết ra làm gia nô, chứ không muốn làm quan mà không có trung hiếu. Chỉ xin lấy người làm thịt dê là duyệt làm thầy mà thôi. Quốc Tuấn cảm phục đến khóc, khen ngợi hai người. Một hôm Quốc Tuấn vừa hỏi con ông là Hưng Vũ Vương. Người xưa có cả thiên hạ để truyền cho con cháu, con nghĩ thế nào? Hưng Vũ Vương trả lời, dẫu khác họ cũng không nên, huống chi là cùng một họ quốc tuấn ngẫm cho là phải lại một hôm quốc tuấn đem chuyện ấy hỏi người con thứ là hưng nhượng vương quốc tảng quốc tảng tiến lên thưa tống thái tổ vốn là một ông lão làm ruộng đã thừa cơ giấy vận nên có được thiên hạ quốc tuấn rút gươm kể tội tên loạn thần là từ đức con bất hiếu mà ra định giết quốc tàng hưng vũ vương hay tin vội chạy tới khóc lóc xin chịu tội thay quốc tuấn mới tha đến đây ông dặn hưng vũ vương sau khi ta chết đậy nắp quan tài đã rồi mới cho quốc tàng vào viếng. Mùa thu, tháng 8, ngày 20, Hưng Đạo Vương Quốc Tuấn mất ở phủ đệ Vạn Kiếp, được tặng Thái Sư Thượng Phụ Thượng Quốc Công Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương. Thánh Tông có soạn bài văn bia ở sinh từ của quốc Tuấn, ví ông với Thượng Phụ ngày xưa, lại vì ông có công lao lớn, gia phong là Thượng Quốc Công, cho phép ông được quyền phong tước cho người khác, từ minh tự trở xuống, chỉ có tước hầu thì phong tước rồi tâu sau nhưng quốc tuấn chưa bao giờ phong tước cho một người nào khi giặc hồ vào cướp quốc tuấn lệnh cho nhà giàu bỏ thóc ra cấp lương quân mà cũng chỉ cho họ làm lang tướng già chứ không cho họ tước lang thực ông kính cần giữ tiết làm tôi như vậy đấy quốc tuấn lại từng soạn sách để khích lệ tướng sĩ dưới quyền dẫn chuyện kỳ tín chết thay để cứu thoát hán cao do vu dơ lưng chịu giáo để cứu sở tử thế là dạy đạo chung đó khi sắp mất ông dặn con rằng ta chết thì phải hỏa táng lấy vật tròn đựng xương bí mật chôn trong vườn an lạc, rồi san đất và trồng cây như cũ, để người đời không biết chỗ nào, lại phải làm sao cho mau phục. Quốc Tuấn giữ lạng giang, người nguyên hai lần vào cướp, ông liên tiếp đánh bại chúng, sợ sau này có thể xảy ra tai họa đào mà trăng. Ông lo nghĩ tới việc sau khi mất lại như thế đấy, ông lại khéo tiến cử người tài giỏi cho đất nước, như giá tượng, yết kiêu là gia thần của ông, có dự công dẹp ô mái nhi, tòa đồ, bọn phạm ngũ lão, trần thị kiến, Trương Hán Siêu, Phạm Lãm, Trịnh Dũ, Ngô Sĩ Thường, Nguyễn Thế Trực vốn là môn khách của ông, đều nổi tiếng thời đó về văn chương và chính sự, bởi vì ông có tài mưu lực, anh hùng, lại một lòng giữ gìn trung nghĩa vậy. Xem như khi Thánh Tông vờ bảo Quốc Tuấn rằng, thế giặc như vậy, ta phải hàng thôi. Quốc Tuấn trả lời, bệ hạ chém đầu tôi trước rồi hãy hàng. Vì thế, đời trùng hưng, lập nên công nghiệp hiếm có. Tiếng vang đến giặc bắc chúng thường gọi ông là An Nam Hưng Đạo Vương mà không dám gọi tên. Sau khi mất rồi, các châu huyện ở Lạng Giang hễ có tai nạn bệnh dịch. Nhiều người cầu đảo ông. Đến nay, mỗi khi đất nước có giặc vào cướp, đến lễ ở đền ông, hễ chấp đựng kiếm có tiếng kêu thì thế nào cũng thắng lớn. Quốc Tuấn từng soạn sách binh gia diệu lý yếu lược để dạy các tỷ tướng, dụ họ rằng bài hịch như sau. Ta từng nghe, kỳ tín đem mình chết thay, cứu thoát cho cao đế, do vu dơ lưng chịu giáo che chở cho chiêu vương. Dự nhượng nuốt than báo thù cho chủ, thân khoái chặt lấy tay cứu nạn cho nước. Kính Đức, một chàng tuổi trẻ, thân phò Thái Tông thoát khỏi vòng vây thế sung. Cảo Khanh, một bể tôi xa, miệng mắng lộc sơn, không theo mưu kế nghịch tặc. Từ xưa các bậc trung thần nghĩa sĩ, bỏ mình vì nước, đời nào không có. Giả sử các bậc đó cứ khư khư theo thói nhi nữ thường tình thì cũng chết uổng nơi xó cửa, sao có thể lưu danh sử sách để cùng bất hủ với đất trời. Các ngươi vốn nổi võ tướng không hiểu văn nghĩa, nghe những chuyện ấy, nửa tin nửa ngờ. Thôi việc đời trước, hãy tạm không bàn. Nay ta lấy chuyện tống, thát mà nói, vương công kiên là người thế nào, tỷ tướng của ông là Nguyễn Văn Lập có thuyết cho là Sơn Lập lại là người thế nào, mà lấy thành điếu ngư nhỏ như ký đấu chống lại quân Mông Kha Đông hàng trăm vạn. Khiến cho sinh linh bên Tống đến nay còn đội ơn sâu Cốt đãi ngột lang là người thế nào tỷ tướng của ông là Cân Ti Tư lại là người thế nào, mà sông Pha Lam Trướng trên đường muôn dặn, phá quân Nam Chiếu trong khoảng vài tuần, khiến cho quân trưởng người thát đến nay vẫn còn lưu tiếng tốt. Huống chi ta cùng các ngươi, sinh ra phải thời dối ren, lớn lên gặp buổi khó nhọc, ngó thấy sứ giặc đi lại ngây ngang ngoài đường, uốn tức lưỡi cú diều mà lăng nhục triều đình, ỉ cái thân dê chó mà bắt nạt tể phụ. Thác lênh hốt tất liệt mà đòi ngọc lụa để thỏa lòng tham khôn cùng, giả hiệu vân Nam Vương mà thu bạc vàng, để vét của kho có hạn. Thật khác nào ném thịt cho hổ đói, giữ sao cho khỏi tai vào về sau. Ta từng tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, nước mắt đầm đìa, ruột đau như cắt, chỉ giận không được ăn thịt, nằm già, nuốt gan, uống máu quân thù, giấu trăm thân ta phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác ta bọc trong da ngựa, cũng nguyện si làm. Các ngươi ở lâu dưới trướng, nắm giữ binh quyền, người không có áo, ta cho áo mặc, kẻ không có ăn, ta cấp cơm ăn. Quan thấp thì ta thăng chức, lương ít thì ta cấp bổng, đi thủy thì ta cho thuyền, đi bộ thì ta cho ngựa. Lúc trận mạc thì cùng nhau sống chết, khi ở nhà thì cùng nhau vui cười. Nếu so với công kiên đái kẻ tỷ tướng, ngột lang đái người phụ tá, cũng chẳng kém gì. Này các ngươi ngồi nhìn chủ nhục mà không biết lo, thân chịu quốc sĩ mà không biết thẹn, làm tướng triều đình phải hầu quân giặc mà không biết tức, nghe nhà thái thường thết yến sứ ngụy mà không biết căm hoặc lấy trọi gà làm vui hoặc lấy đánh bạc làm thú hoặc chăm chút vườn ruộng để nuôi gia đình hoặc quyến luyến vợ con chỉ vì ích kỷ hoặc lo làm giàu mà quên việc quân việc nước hoặc ham săn bắn mà bỏ việc đánh việc phòng hoặc thích rượu ngon hoặc mê tiếng hát nếu có giặc mông hát tràn sang thì cựa gà trống không thể đâm thủng áo giáp của giặc mẹo cờ bạc không thể dùng làm mưu lược nhà binh vườn ruộng giàu không thể chuộc được tấm thân ngàn vàng vợ con bận không ích gì cho việc quân quốc tiền của dấu nhiều, khôn mua được đầu giặc, chó săn tuy khỏe, khôn đuổi được quân thù. Chén rượu ngon không đầu độc được quân thù, tiếng hát hay không chọc thủng được tai giặc. Lúc bấy giờ, chúa tôi nhà ta đều bị bắt, đau xót biết giường nào. Chẳng những thái ấp của ta bị tước, mà bồng lộc các ngươi cũng về tay kẻ khác. Chẳng những gia quyến ta bị đuổi, mà vợ con các ngươi cũng bị người khác bắt đi. Chẳng những xá tắc tổ tông của ta bị người khác bới đào, chẳng những thân ta kiếp này bị nhục, dẫu trăm đời sau tiếng nhơ khôn rửa, tên xấu mãi còn, mà đến gia thành các ngươi cũng không khỏi mang tiếng là viên bại tướng. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi có muốn thỏa lòng vui thú, phòng có được không? Nay ta bảo rõ các ngươi nên nhớ chuyện đặt mồi lửa vào dưới đống củi, làm nguy cơ, nên lấy điều kiện canh nóng mà thổi rau nguội làm dân sợ. Hãy huấn luyện quân sĩ, tập diệt cung tên, khiến cho người người giỏi như bàng mông, nhà nhà đều là hậu nghệ, để có thể bêu đầu hốt tất liệt dưới cửa khuyết phơi xác vân nam vương ở cảo nhai như vậy chẳng những thái ấp của ta mãi mãi lưu truyền mà bổng lộc các ngươi cũng đời đời được hưởng chẳng những gia quyến của ta được yên ấm gối chăn mà vợ con các ngươi cũng được bách niên giai lão chẳng những tông miếu của ta được muôn đời tế lễ mà ông trà các ngươi cũng được thờ cúng quanh năm chẳng những thân ta kiếp này đắc chí mà các ngươi trăm năm về sau tiếng thơm vẫn còn chẳng những danh hiệu ta lưu truyền mãi mãi mà họ tên các ngươi cũng sử sách lưu thơm lúc bấy giờ dẫu các ngươi không muốn vui thú phòng có được không nay ta chọn binh pháp các nhà soạn thành một quyển gọi là binh thư yếu lược các ngươi nếu biết chuyên tập tập sách theo lời ta dạy bảo thì chọn đời là tôi chủ nhược bằng khinh bỏ sách này trái lời ta dạy bảo thì chọn đời là cửu thủ vì sao vậy vì giặc mông thát là kẻ thù không đội trời chung mà các người cứ điềm nhiên không nghĩ rửa nhục không lo trừ hung lại không dạy quân sĩ thế là quay mũi giáo mà chịu đầu hàng dơ tay không mà chịu thua giặc, khiến cho sau khi dẹp giặc, muôn đời để nhơ, thì còn mặt mũi nào đứng trong cõi trời che đất chờ nữa. Cho nên, ta viết bài hịch này để các ngươi biết rõ lòng ta. Quốc Tuấn lại sưu tập binh pháp các nhà, làm thành bát quái cửu cung đồ, đặt tên là Vạn Kiếp Tông Bí Truyền Thư. Nhân Huệ Vương Khánh Dư viết bài tựa cho sách ấy như sau. Người giỏi cầm quân thì không cần bày trận. Người giỏi bày trận thì không cần phải đánh. Người giỏi đánh thì không thua người khéo thua thì không chết. Ngày xưa Cao Giao làm sĩ sư mà không ai dám trái mệnh, đến Vũ Vương, thành vương nhà Chu làm tướng cho Văn Vương, Vũ Vương, ngầm lo sửa đức, để lật đổ nhà thương mà giấy nên vương nghiệp, thế là người giỏi cầm quân thì không cần phải bày trận vậy. Vua Thuấn múa mộc và múa lông trĩ mà họ hữu mi trầu, tôn vũ nước ngô đem ngươi đẹp trong cung thử tập trận mà phía Tây phá nước sở mạnh, phía Bắc uy hiếp nước Tấn, nước Tần, nổi tiếng chư hầu, Thế là người khéo bày trận không cần phải đánh vậy. Đến mã ngập nước tấn theo bắt trận đồ, đánh vận động hàng ngàn dặm, phá được thụ cơ năng để thu phục Lương Châu. Thế gọi là người đánh giỏi không bao giờ thua vậy. Cho nên trận nghĩa là trần, là bày ra, là khéo léo. Ngày xưa, hoàng đế lập phép tình điền để đặt binh chế. Gia cát xếp đá sông làm bắt trận đồ, vệ công sửa lại làm thành lục hoa trận. Hoàn ôn lập ra sở thế trận có vẽ các thế trận hay, trình bày thứ tự, rõ ràng, trở thành khuôn phép. Nhưng người đương thời ít ai hiểu được, thấy muôn đầu ngàn mối, cho là dối rắm chưa từng biến đổi. Như Lý Thuyên có soạn những điều suy diễn của mình, những người đời sau cũng không hiểu ý nghĩa. Cho nên quốc công ta mới hiệu đính, biên tập đồ pháp của các nhà, soạn thành một sách. Tuy ghi cả những việc nhỏ nhặt, nhưng người dùng thì nên bỏ bất chỗ dườm già, tóm lược lấy chất thực. Sách gồm đủ ngũ hành tương ứng, cửu cung suy nhau, phối hợp cương nhu, tuần hoàn chẵn lẻ không lẫn lộn âm với dương thần với sát phương với lợi sao lành hung thần ác tướng tam cát ngũ hung đều rất rõ ràng ngang với tam đại trăm đánh trăm thắng cho nên đương thời có thể phía bắc chấn ngự hung nô phía nam uy hiếp lâm ấp rồi dùng sách này dạy bảo con cháu làm gia truyền không tiết lộ ra ngoài lại có lời dặn rằng sau này con cháu và bồi thần của ta Ai học được bí thuật này phải sáng suốt mà thi hành, bày xếp thế trận, không được ngu dốt mà trao chữ truyền lời. Nếu không thế thì mình chịu tai ương mà vả lây đến con cháu. Thế gọi là tiết lộ thiên cơ đó. Ngày 21, hoàng tử Mạnh Sinh. Bấy giờ, các hoàng tử đều không nuôi được đến khi Mạnh Sinh, vua nhờ công chúa Thụy Bảo tức là cô của Nhân Tông nuôi hộ. Nhưng công chúa cho là bấy giờ bà đương có vận hạn, lại nhờ Nhật Duật nuôi. Nhật Duật là anh công chúa Thụy Bảo, Nhật Duật coi là trách nhiệm của mình chăm sóc, nuôi nấng, không khác gì con mình. Nhật Duật nghĩ rằng con trưởng của mình tên là Thánh An, con gái tên là Thánh Nô, mới đặt tên cho hoàng tử là Thánh Sinh, vì muốn tên hoàng tử cũng giống với tên con mình. Hoàng tử từ bé nhờ nuôi nấng, đến khi lên ngôi vua, công chăm nom của Nhật Duật rất nhiều. Mùa đông, tháng 10, quy định kiểu mũ áo mới của quan văn võ quan văn thì đội mũ chữ đinh màu đen, tụng quan thì đội mũ toàn hoa màu xanh vẫn như quy chế cũ. Ống tay áo của các quan văn võ rộng chín tấc đến một thước hai tấc, không cho dùng từ 8 tấc trở xuống. Các quan văn võ không được mặc xiêm, tụng quan không được mặc thường mũ toàn hoa xanh có hai vòng vàng vào hai bên. Tân Sửu, Hưng Long năm thứ 9 1301, Nguyên Đại Đức năm thứ 5, mùa xuân, tháng riêng, xuống chiếu rằng các quan văn võ đều đội mũ chữ đinh, thêm miếng lụa bọc tóc màu tía sen màu biếc. Gả công chúa thiên chân cho uy túc công văn bích, phong văn bích làm phò ký lang. Lấy trần thì kiến làm tham chi chính sự. Trước đó, khi thì kiến làm gián nghị, can tội chứa dấu dân đinh bị bãi chức, vua nghĩ không phải là cố ý, nên có lệnh này. Tháng 2, Chiêm Thành sang cống. Tháng 3, Thượng Hoàng Vân Du các nơi, sang Chiêm Thành. Ai Lào sang cướp Đà Giang, sai phạm ngũ lão đi đánh, gặp quân giặc ở Mường Mai, giao chiến, bắt được rất nhiều. Phong ngũ lão làm thân vệ đại tướng quân, ban cho quy phủ. Mùa hạ, tháng 4, hạn hán, xoát tù, có mưa. Phong con trưởng của hưng nhượng đại vương là Quang Triều làm văn huệ vương. Mùa đông, tháng 11, Thượng Hoàng từ Chiêm Thành trở về. Trần Hùng Thao lại được làm tham chi chính sự, rồi được cử làm tả bộc xả. Đói to. Nhâm dần, Hưng Long năm thứ 11.302, Nguyên Đại Đức năm thứ 6. Mùa xuân, tháng riêng, lấy Thái úy Đức Việt làm thống chính Thái Sư. Huệ Võ Đại Vương Quốc Trần làm nhập nội Bình Trương. Chiêu Văn Vương Nhật Duật làm Thái úy Quốc Công. Theo quy chế cũ, Tân Vương vào làm tể tướng thì gọi là Quốc Công Thượng Hầu. Nếu vào nội đình thì ra phong quan nội hầu. Có đứa nghịch thần tên là Biếm làm loạn. Sai phạm ngũ lão đi đánh, Biếm bị giết phong phạm ngũ lão làm điện suý ban cho hổ phủ. Bây giờ có người đạo sĩ phương Bắc là hứa tông đạo theo thuyền buôn sang ta, cho ở bến sông Yên Hoa, phép phù thủy, đàn chay bắt đầu thịnh hành từ đó. Quý Mão, Hưng Long năm thứ nhất 1303, Nguyên Đại Đức năm thứ bảy. Mùa xuân, tháng riêng, ngày 15, Thượng Hoàng ở Phủ Thiên Trường, mở hội vô lượng Pháp ở Chùa Phổ Minh, bố thí vàng bạc tiền lụa để trần cấp dân nghèo trong nước và giảng kinh giới thí. Tháng 2, lấy đồ áp nha thượng vị chiêu hoài hầu hiện làm nhập nội phụ quốc Thái Bảo. Mùa đông, tháng 10, quy định kiểu mũ của vương hầu, người tóc dài đội mũ triều thiên, người tóc ngắn đội mũ bao. Lấy Trần Khắc Trung làm nhập nội đại hành khiển. Chức hành khiển mà có thêm hai chữ nhập nội là theo triều lý, chuyên dùng hoạn quan làm chức ấy. Thời Thánh Tông, Thượng tướng quang khải khi mới được phong làm nhập nội thái úy kiêm làm hành khiển còn có hai chữ nhập nội liền tâu rằng thần từ bên ngoài vào cho nên thêm hai chữ nhập nội còn các hành khiển khác đều là hoạn quan sao lại thêm chữ nhập nội xin bỏ nhập nội thánh tông nghe theo từ đó hàm hành khiển chỉ gọi là nội hành khiển đến đây thượng hoàng mới lấy khắc trung làm hành khiển lại thêm hai chữ nhập nội như xưa và dùng cả sĩ phu làm hành khiển lấy đoàn Như Hải làm tham chi chính sự. Trước đây, vua sai Như Hải đi sứ Chiêm Thành, Như Hải xin yết kiến Thượng Hoàng ở chùa Sùng Nghiêm núi Chí Linh, suốt ngày không được gặp. Một lát sau, Pháp giá ra chơi, Như Hải đến bái yết. Thượng Hoàng nói chuyện với Như Hải có đến một giờ. Khi trở về, Thượng Hoàng bảo tả hữu. Như Hải đúng là người giỏi, hắn được quan gia sai khiến là phải. Trước đây, sứ nước ta tới Chiêm Thành, đều lệ chúa Chiêm trước rồi sau mới mở chiếu thư. Đến khi Nhớ Hải tới, liền bưng ngay chiếu thư để lên trên án và nói với Chúa Chiêm. Từ khi Sứ Thiên Triều mang chiếu thư của Thiên Tử sang, xa cách ánh sáng lâu ngày, nay mở chiếu thư, thực như trông thấy mặt Thiên Tử, tôi phải lệ chiếu thư đã, rồi mới tiên đọc sau, rồi lập tức hướng vào tờ chiếu mà lạy Lúc ấy, Chúa Chiêm đứng bên cạnh, lại thế không khỏi có chút chưa ổn, nhưng lấy cỡ mà lạy chiếu thư thì về lý là thuận, mà sứ tiết cũng không phải khuất. Hôm sau, Như Hải treo bảng cấm buôn bán ở tỳ ni bến cảng của Chiêm Thành, nơi tụ tập các thuyền buôn, tuyên đọc xong, treo bảng lên, lại gọi viên coi cảng đến bảo. Chỗ này người buôn bán tụ họp phức tạp, lại là bến tàu sung yếu, khó giữ gìn, sứ thần về rồi, cất ngay bảng đi, đừng để mất. Ý ông cho rằng Chiêm Thành tuy đã thần phục, nhưng thực ra chưa chịu nội phụ, bảng cấm rốt cục cũng bị bỏ đi, cho nên nói trước như vậy, không để tự họ làm như thế. Sau này, đi sứ Chiêm Thành, không lại Chúa Chiêm là bắt đầu từ Nhữ Hải. Khi về nước, vua rất khen ngợi ông và quyết ý dùng vào chức to, cho nên có lệnh này. Giáp Thìn, Hưng Long năm thứ 12 1304, Nguyên Đại Đức năm thứ 8. Mùa xuân, tháng riêng, người đàn bà là Lê Thị, phường Các Đài, ở cầu bên hữu Kinh Thành đẻ con gái có hai đầu, bốn chân, bốn tay tháng 2, lấy bùi Mộc Đạt làm tri hậu bà thư chánh trưởng trông coi cung thánh tử. Mộc Đạt tên tự là Minh Đạo người Hoàng Giang, họ Phí, tên là Mộc Lạc, có tài năng, thượng hoàng cho rằng họ Phí từ xưa không thấy có, mới đổi làm họ Bùi, cái tên Mộc Lạc là điểm chẳng lành, mới đổi thành Mộc Đạt, sai theo hầu ngày đêm. Đến nay, trao cho chức ấy. Sau này, người họ Phí hâm mộ danh tiếng của Mộc Đạt, nhiều người đổi làm họ Bùi. Tháng 3 thi kẻ sĩ trong nước, ban cho trạng nguyên, mạc đĩnh chi chức thái học sinh Hòa dũng thủ, sung làm nội thư gia, bảng nhãn bùi mộ chức chi hậu bà thư mạo sam, sung làm nội lệnh thư gia, thám hoa lang trương phóng chức hiệu thư quyền miện, sung làm nhị tư, nguyễn trung ngạn đỗ hoàng giáp, tất cả 44 người đỗ thái. Dẫn ba người đỗ đầu ra cửa long môn của Phượng Thành đi du ngoạn đường phố ba ngày, còn 33.046 người khác thì ở lại học tập. Trung Ngạn mới 16 tuổi, đương thời gọi là thần đồng. Về phép thi, trước hết thi ám tả thiên y quốc và chuyện mục thiên tử để loại bớt. Thứ đến kinh nghi, kinh nghĩa, để thờ tức thể cổ thi ngũ ngôn trường thiên hỏi về vương độ khoan mãnh Theo luật tài nan xả trĩ, về phú thì dùng thể tám vần đế đức hiếu sinh, hiệp vụ dân tâm. Kỳ thứ ba thi chế, chiếu, biểu. Kỳ thứ tư thi đối sách. Đĩnh chi người trí linh, mộ người thanh oai, phóng người thanh hóa sư du giả nước chiêm sang ta, chỉ ăn sữa bò. Thì các thủ phân thủ phân tức là quan lại nắm việc hình pháp hỏi phép đối án. Mùa thu, tháng 7, xuống chiếu rằng các chữ húy về miếu hiệu, tên vua, thì viết bớt nét. Tháng 8, cấm chữ húy miếu hiệu nhà lý tám chữ, uẩn, mã, tôn, đức, hoán, tổ cán, sàm, viết bớt nét. Tháng 9, xuống chiếu rằng khi áp tay vào giấy tờ hình án hay văn tự thì dùng hai đốt của ngón tay vô danh bên trái. Mùa đông, tháng 11, xuống chiếu thi kẻ sĩ trong nước, hỏi về bảy khoa. Tháng 12, sao chổi mọc ở phương Nam. Trần Hùng Tha xin từ chức tà bộc xạ, y cho. Lấy đoàn như hải chi khu mật viện sự. Vua đối với người tôn thất như Bảo Hưng không rõ tên thân yêu hết mực, nhưng không trao cho việc chính sự, vì không có tài còn như Như Hài chỉ là một nho sinh thôi, nhưng vì có tài, nên không ngại trong việc ủy dụng nhanh vọt. Xuống chiếu cho phủ tông chính soạn ngọc phả của họ vua. Ất tị, Hưng Long năm thứ 13 1305, Nguyên Đại Đức năm thứ 9, mùa xuân, tháng riêng, sách phong hoàng tử thứ tư là mạnh làm đông cung thái tử, vua làm bài dực thạch châm ban cho. Tháng 2, Chiêm Thành sai chế bồ đài và bộ đảng hơn trăm người dâng hiến vàng bạc, hương quý, vật lạ làm lễ vật cầu hôn. Các quan trong triều đều cho là không nên, duy có văn túc vương đạo tái chủ trương bàn việc đó, Trần Khắc Trung tán thành, việc bàn mới quyết. Tháng 3, nước la hồi sai người dông vải liễn la và các thứ khác. Lấy Trần Thị Kiến làm tả bộc xạ. Bây giờ có viên độc bả là Trần Cụ Tính khoan hậu, cẩn thận, thật thà, giỏi nghề đánh cá, bắn nò và chơi cầu. Vua sai dạy thái tử các nghề ấy. Cụ mỗi khi sắp đánh đàn, thì trước hết cắt đầu dây, buộc lại cho chặt dây rồi sau mới gảy. Có người hỏi cớ làm sao, cụ trả lời, nếu khúc đàn chưa ây đứt thì làm thế nào? Cụ làm cầu thì cân nhắc các mũi ra, cho 12 mũi cân nhau. Duy ba mũi ở miệng cầu lỗ là chỗ bỏ cái bong lợn vào thì hơi mỏng và nhẹ, để cân với sức nặng ở đầu bong bóng, cho nên khi đá cầu, mũi nào ở trên đến lúc rơi xuống đất lại nguyên như cũ, không bao giờ chuyển khác. Người đời bắn nỏ, chân đứng cũng như bắn cung, tức là kiểu chữ đinh không thành, chữ bát không ngay. Cụ thì đứng ngay ngắn mà bắn và bảo mọi người, phàm bắn cung thì tay trái dơ ra phía trước nắm lấy thân cung, tay phải kéo dây cung về phía sau. Mình đã nghiêng thì chân cũng phải lệch, còn bắn nỏ thì đưa cân bằng ra phía trước, cho nên khi cầm nỏ mà bắn, thân mình ngay ngắn, thì cớ gì chân lại phải đứng lệch. Nhà ông ta ở và thuyền ông ta đi, đều có hai cửa đối nhau, xếp đặt, bày biện các thứ cũng cân đối và phải ngay ngắn, vì là bản tâm như vậy, cho nên biểu hiện ở mọi việc làm cũng như vậy. Cụ người cứu liên, vốn có mối hận với cứu liên, thề rằng chân không dẫm lên đất ấy nữa. Sau này trở về cứu liên thì đi thuyền, đến khi lên bộ thì đi kiệu vào cửa, tới giường mới xuống kiệu, thức ngủ, ăn uống đều ở trên giường. Khi nào chơi xem vườn ao thì sai khiêng giường đến chỗ đó, hết hứng thì trở về, lại ngồi kiệu, lên thuyền. Cứ như thế cho đến hết đời, chưa hề dẫm một bước xuống đất cứu liên ông ta giữ lòng bền rắn một mực như vậy đó. Đời xưa gọi thế là người gàn. Bính ngọ, Hưng Long năm thứ 14 1306, Nguyên Đại Đức năm thứ 10. Mùa xuân, tháng riêng, ngày mùng 1, Thống chính Thái Sư Tà Thiên Đại Vương Đức Việt mất thọ 42 tuổi. Mùa hạ, tháng 6, gả công chúa Huyền Trân cho chúa Chiêm Thành Chế Mân. Trước đây, Thượng Hoàng Vân Du sang Chiêm Thành, đã hứa gã rồi các văn sĩ trong triều ngoại nội nhiều người mượn chuyện vua Hán đem chiêu quân gả cho hung nô làm thơ, từ bằng quốc ngữ để châm biếm việc đó. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói, ngày xưa, Hán cao hoàng vì nước hung nô nhiều lần làm khổ biên cương, mới lấy con gái nhà dân làm công chúa gả cho thiên vụ. Kết hôn với người không cùng giống nòi, các tiên nho đã từng chê trách, song dụng ý là muốn binh yên, dân nghỉ, thì còn có thể nói được. Nguyên đế thì vì hô hàn sang chầu, xin làm rể nhà Hán, nên lấy vương tường mà ban cho, cũng là có cớ. Nhân Tông đem con gái gả cho chúa Chiêm Thành là nghĩa làm sao? Nói rằng nhân khi đi chơi đã chót hứa gà, sợ thất tín thì sao không đổi lại lệnh đó có được không? Vua giữ ngôi trời mà Thượng Hoàng đã xuất ra rồi, vua đổi lại lệnh đó thì có khó gì, mà lại đem gả cho người xa không phải giống nòi để thực hiện lời hứa trước, rồi sau lại dùng mưu gian trá cướp về, thế thì tín ở đâu? Mùa thu, tháng 9, ngày 15, giờ tuất, nguyệt thực sai thiên trương học sĩ nguyễn sĩ cổ ngữ kinh sĩ cố thuộc dòng đông phương sóc giỏi khôi hài hay làm thơ phú quốc ngữ nước ta làm nhiều thơ phú bằng quốc ngữ bắt đầu từ đó hành khiển trí sĩ nguyễn kim ngô về chầu tự xưng là liễu nhiễu kiên ngô tính thẳng thắn vô ưu đãi quý trọng không gọi tên để khuyến khích những người tuổi già vẫn giữ quyền vị lấy trần hùng thao làm thiếu bảo sai hàn lâm học sĩ lê tông nguyên Trung thị đại phu Bùi Mộc Đạc sang nguyên đắp lễ. Đinh Mùi, Hương Long năm thứ 15 1307, Nguyên Đại Đức năm thứ 11. Mùa xuân, tháng riêng, đổi hai châu ô, Lý Thành Châu Thuận và Châu Hóa. Sai hành khiển đoàn như hải đến vỗ yên dân hai châu đó. Trước đấy Chúa Chiêm Thành Chế Mân đem đất hai châu đó làm lễ vật dẫn cưới. Nhưng người các thôn La Thủy, Tắc Hồng, Đà Bồng không chịu theo vua sai như Hải đến tuyên dụ đức ý của nhà vua chọn người trong bọn họ trao cho quan tước, lại cấp ruộng đất, miễn tô thuế ba năm để vỗ về. Tháng 3, ngày 17, giờ tị, mặt trời có hai cuồng, như hình hai cầu vòng giao nhau. Mùa hạ, tháng 5, chúa chiêm thành chế mân chết. Mùa thu, tháng 9, nước to, vỡ đê đam đam. Thế tử chiêm thành chế đa ra sai sứ thần bảo lộc kê sang dâng voi trắng. Mùa đông, tháng 10, sai nhập nội hành khiển thượng thư tả bộc xạ Trần Khắc Trung, an phủ Đặng Văn sang Chiêm Thành đón công chúa Huyền Trân và Thế Tử Đa Gia về. Theo tục lệ Chiêm Thành, chúa chết thì bà hậu của chúa phải vào giàn thiêu để chết theo. Vua biết thế, sợ công chúa bị hại, sai bọn Khắc Trung, mượn cớ là sang viếng tang và nói với người Chiêm, nếu công chúa hỏa táng thì việc làm chay không có người chủ trương. Chi bằng ra bờ biển chiêu hồn ở ven trời, đón linh hồn cùng về, rồi sẽ vào giàn thiêu người chiêm nghe theo khắc trung dùng thuyền nhẹ cướp lấy công chúa đem về rồi tư thông với công chúa đi đường biển loanh quanh chậm chạp lâu ngày mới về đến kinh đô hưng nhượng đại vương ghét lắm mỗi khi thấy khắc trung thì mắng phù đầu thằng này là điểm chẳng lành đối với nhà nước họ tên nó là trần khắc trung thì nhà trần rồi mất về nó chăng khắc trung thường sợ hãi né tránh sử thần ngô sĩ liên nói thói gian tà của trần khắc trung thực quá quắt lắm không những hắn giở trò chó lợn ở đây mà sau này còn vào hùa với văn hiến vu hám quốc phụ thượng tể vào tội phản nghịch, làm chết oan đến hơn trăm người. Thế mà hắn được chọn đời phú quý. Khổng tử nói, kẻ gian tà được sống sót là may mà thoát tội trăng. Xong, sau khi hắn chết, gia nô của thiệu vũ vương đào sắc hắn lên mà vầm nhỏ ra thì lời thánh nhân càng đáng tin. Mậu thân, hưng long năm thứ 16-1308, Nguyên Vũ Tông Hải Sơn. Chí đại năm thứ nhất, mùa xuân, tháng riêng, lấy trương hán siêu làm hàn lâm học sĩ. Mùa thu, tháng 11, ngày mùng 1, mặt trời có hai quầng. Ngày mùng 3, Thượng Hoàng băng ở am ngọa vân núi Yên Tử. Bây giờ Thượng Hoàng xuất ra, tu ở ngọn tử tiêu núi Yên Tử, tự hiệu là Trúc Lâm Đại sĩ. Bà chị là Thiên Thụy ốm nặng, Thượng Hoàng xuống núi, tới thăm và bảo. Nếu chị đã đến ngày đến giờ thì cứ đi thấy âm phủ có hỏi thì trả lời rằng, xin đợi một chút, em tôi là Trúc Lâm đại sĩ sẽ tới ngay. Nói xong, Thượng Hoàng trở về núi, dặn dò người hầu là pháp loa các việc về sau, rồi bỗng nhiên ngồi mà hóa. Thiên Thụy cũng mất vào hôm đó. Pháp loa thiêu sắc Thượng Hoàng được hơn 3.000 hạt xá lỵ mang về chùa Tư Phúc ở Kinh Sư. Vua có ý ngờ, các quan nhiều người xin bắt tội Pháp loa. Hoàng Thái Tử Mạnh mới 9 tuổi, đứng hầu bên cạnh, chợt thấy có mấy hạt xá lị ở trước ngự, đưa ra cho mọi người xem, kiểm lại trong hộp thì đã mất một số ít hạt. Vua xúc động đến phát khóc, trong lòng mới khỏi nghi ngờ. Sự thần Ngô Sĩ Liên nói, nhân tông trên thờ từ cung làm sáng đạo hiếu, dưới dùng người giỏi, lập nên võ công. Nếu không có tư chất nhân, minh, anh, võ, thì sao được như thế? Chỉ có một việc xuất ra là không hợp đạo trung dung, là cái lỗi của bậc hiền giả sứ nguyên là thượng thư an lỗ khôi sang báo tin vũ tông lên ngôi vua sai mặc đính chi sang nguyên đính chi người thấp bé người nguyên khinh ông một hôm viên tể tướng mời ông vào phủ cho cùng ngồi lúc ấy đương hồi tháng 5, tháng 6, trong phủ có bức chướng mỏng thêu hình con chim sẽ vàng đậu cành trúc đính chi vờ ngỡ con chim sẽ thực vội chạy đến bắt người nguyên cười ổ cho là người phương xa bị lậu đính chi kéo bức chướng xuống xé đi mọi người đều lấy làm lạ là hỏi tại sao. Đĩnh Chi trả lời. Tôi nghe người xưa vẽ cành mai và chim sẻ, chứ chưa thấy vẽ chim sẻ đậu cành trúc bao giờ. Nay trong bức chướng của tể tướng lại thêu cành trúc với chim sẻ. Trúc là bậc quân tử, chim sẻ là kẻ tiểu nhân. Tể tướng theo như vậy là để tiểu nhân trên quân tử, sợ rằng đạo của tiểu nhân sẽ mạnh, đạo của quân tử sẽ suy. Tôi vì thánh triều mà trừ giúp bọn tiểu nhân. Mọi người đều phục tài của ông đến khi vào chầu gặp lúc nước ngoài dâng quạt vua nguyên sai làm bài minh đĩnh chi cầm bút viết xong ngay lời bài minh như sau lưu kim thước thạch thiên vị địa lô nhĩ ư tư thì hề y chu cự nho bắc phong kỳ lương vũ tuyết tái đồ nhĩ ư tư thì hề di tể ngã phu y dụng chi tắc hành xả chi tắc duy ngã giữ nhĩ hữu như thị phủ chảy vàng tan đá trời đất như lò Ngươi bây giờ là y chu đại nho Gió bức căm căm Mưa tuyết mịt mù. Ngươi bây giờ là di tể đói so Ôi, được dùng thì làm Bỏ thì nằm co Chỉ ta cùng ngươi là thế du Người nguyên lại càng thán phục Kỳ dậu Hưng Long năm thứ 17 bảy một nghìn ba trăm linh chín Nguyên trí Chí đại năm thứ hai Mùa xuân Tháng riêng Đại xá Sách phong đông cung thái tử mạnh làm hoàng thái tử truy tôn khâm từ bảo thánh thái hậu làm thái hoàng thái hậu, sách phong thánh bà phu nhân làm thuận thánh hoàng hậu. Thứ phi của vua là Phạm Thị, là con gái Phạm Ngũ Lão, không có con, xin xuất gia vua cho. Mùa đông, tháng 11, trị tội những kẻ đại nghịch là bọn tên Hân. Tên Hân bị chém ở cầu Giang Khẩu, tên chủ ở cửa thành chợ Dừa, tên tổng ở cửa THANHH Tây Dương, tên Dung ở cửa thành Vạn Xuân. Tên Hân vì ngày trước có công lớn, được miễn tịch thu gia sản. Còn bọn tên lệ người bị đẩy ra châu ác thủy ác thủy thuộc huyện yên bang. Người bị đẩy ra đó không một ai sống nổi. Tên lệ là dòng cuối trong họ nhà vua, được miễn thích chữ vào mặt. Bọn tên đảo người bị đẩy ra châu xa, tên ma vì sai vợ là thị vĩnh ra thú trước, được tha tội. Theo lệ cũ, những kẻ có tội đều bị tước bỏ họ, chỉ gọi tên thôi. Tội đồ thì tuy còn đề họ, nhưng cũng chỉ gọi tên không phu nhân uy túc công là công chúa thiên chân mất, vua thương xót, đến đưa đám. Lệ cũ, những người lấy công chúa, nếu mất mất hay bỏ nhau, thì đều không được lấy vợ khác. Nếu có lẽn lấy vợ khác, thì phải giấu giếm vụng trộm. Thiên chân mất, uy túc lăn ra đất khóc lóc không đứng dậy được. Vua đến đưa đám, phải người đỡ hai bên mới ra tiếp được. Ai cũng bảo là uy túc nhất định sẽ không lấy vợ khác nữa. Thế mà uy túc sau lại lấy huy thánh. Văn Huệ công quang triều lấy công chúa thượng chân. Công chúa mất, Minh Tông đến điếu tang, Văn Huệ ra đón tiếp tâu bày. Như không có vẻ gì đau buồn. Mọi người đều cho là Văn Huệ thế nào cũng lại lấy vợ khác. Nhưng sau Văn Huệ đi tu đến trọn đời. Lấy bùi mộc đạc làm trung thư thị lang. Canh Tuất, Hương Long năm thứ 18-1310, Nguyên Trí Đại năm thứ 3. Mùa thu, tháng 9, ngày 16, rước linh cứu Thượng Hoàng về chôn ở Lăng Quy Đức phủ long hưng xá lị thì cất ở bảo tháp am Ngỏa vân miếu hiệu là nhân tông tên thụy là pháp thiên sùng đạo ứng thế hóa dân long từ hiển hiệu thánh văn thần võ nguyên minh duệ hiếu hoàng đế đem khâm từ bảo thánh thái hoàng thái hậu hợp táng ở đấy trước đó linh cứu nhân tông tạng quản ở điện diên hiền khi sắp đưa rước đã đến giờ rồi mà quan lại và dân chúng còn đứng chật cả cung điện tể tướng cầm roi xua đuổi mà vẫn không giãn ra được vua cho gọi tri hậu thánh trưởng trịnh trọng tử tới bảo Linh cữu sắp đưa rồi mà dân chúng đầy nghẽn như vậy thì làm thế nào? Người hãy làm cho họ tránh ra. Trọng tử lập tức đến thềm thiên trì, gọi quân hải khẩu và quân hổ dực quân do trọng tử trông coi đến ngồi thành hàng trước thềm. Sai hát mấy câu điệu long ngâm. Mọi người đều kinh ngạc, kéo nhau đến xem. Cung điện mới giãn người, bèn rước linh cữu thượng hoàng về lăng quy đức. Trọng tử lo dọc đường thế nào cũng có chỗ cao thấp quanh co. Nếu nghiêm túc im lặng, thì sợ có sự nghiêng lệch nếu truyền gọi bảo ban thì lại e ồn ào bèn đem những lời dặn về cách đi đứng dàn hàng phổ vào khúc hát long ngâm sai người hát lên để bảo nhau người thời ấy rất ca ngợi ông ý tứ khéo léo của ông đại loại như vậy vua gọi ông là con nhà trời vì ông hiểu khắp mọi nghề lớn nhỏ đều thạo không việc gì là không biết trọng từ nhiều tài nghệ như cưỡi ngựa lạ không cần người giỏi cưỡi ngựa chi bào chỉ nghĩ cách phòng giữ cho ngựa khỏi lồng chạy đá cắn thôi thế mà thuật cưỡi ngựa không có gì là không biết học thuốc thì không cần hỏi thầy thuốc cứ theo bài thuốc trong sách xét chứng xem mạch rồi bốc thuốc mà cũng không sai lầm lại đựng vị xuyên khung trong túi vải cho ra đồng mang theo để lấy hơi người không sinh mối mọt học đánh cờ thì vẽ bàn cờ và quân cờ lên trần nhà rồi ngồi nhìn và suy tính kỹ càng người đương thời khen là giỏi cờ trong tử thường mời đạo sĩ làm phép chấn yểm đạo sĩ và chỗ ngồi nhưng mọi việc đều do trọng tử làm cả mà đạo sĩ thì không phải nói một lời nào khi công chúa thiên chân mất các vương hầu đều tới điếu viếng thầy cũng làm phép hú vía nhưng thiếu người trả lời trọng tử cố hỏi là người trả lời phải đứng ở chỗ nào rồi đến ngay chỗ khuất người để trả lời mọi người đều che miệng cười đại khái tài khéo léo của ông đều như thế cả sử thần ngô sĩ liên nói triều đình cốt phải nghiêm dứt đưa linh cứu thì cần gì phải đến tể tướng dẹp người hữu ti dùng kế mới đi được. Là bởi nhà Trần khoan hậu thì có thừa mà nghiêm khắc thì không đủ vậy. Xá lị của nhân tông đưa cất vào bảo tháp, có sư trí thông phụng hầu. Trước đây, khi nhân tông xuất ra, sư chùa siêu loại là trí thông tự đốt cánh tay mình, từ bàn tay đến tận khuỷu tay, vẫn ung dung không biến sắc. Nhân tông vào xem, trí thông đặt chỗ cho vua ngồi, lại và nói, thần tăng đốt đèn đó. Đốt đèn xong, về viện ngũ kỹ, ngũ dậy, chỗ bỏng lửa phồng lên sẽ khỏi hết. Đến đây, nhân tông băng, trí thông liền sai vào núi Yên Tử ở hầu bảo tháp chứa xá lị. Đến đời Minh Tông, ông tự thiêu mà chết. Năm này nước to, đói. Tân hợi, Hưng Long năm thứ 19 1311, Nguyên Trí Đại năm thứ tư. Đặt đô toàn kim cương, thích ba chữ ở chán. Theo lệ chân thượng đô, quân thiên thuộc có đô phù đồ thượng và đô phù đồ hạ nhận con gái của nhà sư người Hồ là Du Chi Bà Lam vào cung. Sư đã sang ta vào thời nhân tông, vẻ người già nua, tự nói là 300 tuổi, có thể ngồi xếp bằng nổi trên mặt nước, lại có thể thu cả ngũ tặng lên ngực, làm cho trong bụng lép kẹp, chỉ còn da bụng và xương sống thôi. Sư chỉ ăn lưu hoàng, mật, rau dưa, ở mấy năm thì về nước, đến nay lại sang ta. Vua lấy con gái sư là Đa La Thanh vào cung, nhà sư sau mất ở kinh sư đời Minh Tông có sư người hồ là bồ đề thất lý sang ta, cũng có thể giống nổi trên mặt nước, nhưng nằm ngửa mà nổi, không giống nhà sư Du trì. Mùa đông, tháng 12, vua thân đi đánh chiêm thành, vì chúa nước ấy là chế trí, có sách ghi là phan chắc. Nhâm tý Hưng Long năm thứ 21.312, nguyên nhân tông ái dục lê bật lực bát đạt Hoàng Khánh năm thứ nhất. Mùa xuân, tháng riêng, ngày 17, mặt trời rung động, Mùa hạ, tháng 5, dụ bắt được chúa Chiêm Thành chế trí đem về, phong em hắn là chế đà A Bà Niêm làm á hầu chấn giữ đất ấy. Trước đó, chế trí sai người sang cống, người ấy là trại chủ câu chiêm. Vua sai đoàn nhữ hải bí mật ước hẹn với hắn. Đến khi vua Đích Thân đi đánh, đến phủ Lâm Bình, chia quân làm ba đường, Huệ Vũ Vương Quốc Trần theo đường núi, nhân Huệ Vương Khánh Dư theo đường biển. Vua tự dẫn sáu quân theo đường bộ, thủy bộ, cùng tiến. Lấy đoàn Như Hải làm thiên tử chiêu dụ sứ đi trước Vua đến câu chiêm dừng lại Như Hải sai người tới chỗ trại chủ Nói rõ ý yêu cầu quốc chủ ra hàng Trại chủ báo cáo với chế trí Chế trí nghe theo Đem ra thuộc đi đường biển tới hàng Nhân Huệ Vương đem quân đuổi theo Như Hải lập tức chạy thư tâu rằng Khánh Dư định cướp công vua Vua giận lắm Sai bắt giám quân của Khánh Dư là Nguyễn Ngũi đem chặt chân Nhân Huệ sợ đến ngự doanh tạ tội và nói rằng thần sợ nó đến giữa biển lại đổi bụng khác nên mới chặn đằng sau thôi. Vua nguôi giận, sai chia quân đi tuần các bộ lạc. Người chiêm tụ tập định đánh vào ngự doanh. Tiếng voi đã gần, quân sĩ có vẻ lo sợ. Được vài hôm, quân của Huệ Vũ Vương ự tìm đường mà tới. Người chiêm chạy tan. Trận này không mất một mũi tên mà chiêm hành bị dẹp. Đó là công sức của Như Hải. Ngày vua đóng ở câu chiêm, Minh Hiến Vương uất con út của Thái Tông ở trong doanh trại, bàn tán biệt bác, mê hoặc lòng quả an. Vua giận, đuổi ra khỏi dinh, lệnh cho các quân không được thu nhận. Minh Hiến bèn cùng vài mươi gia đồng ngủ ở ngoài nội. Phạm Ngũ Lão nghe tin ấy vội mời vào trong quân và bảo mọi người. Thánh Thượng vừa của trách ân chúa và đuổi ra ngoài. Lỡ ra bị giặc bắt được, thì chúng nói là bắt được hoàng tử, chứ biết đâu là bị vua ở trách. Ngũ Lão thà chịu tội trái lệnh, chứ không nỡ làm lợi cho giặc. Vua nghe biết, cũng không quả trách ông. Minh Hiến với ngũ lão tình nghĩa thì rất thân nhưng lễ ý thì rất sơ sài. Minh Hiến đến nhà ngũ lão, thường cùng ngồi với nhau một chiếu. Khi về ngũ lão lại đem biếu tặng vàng bạc, hễ Minh Hiến cần gì, cũng không có ý sẻn tiếc. Cho nên Minh Hiến thích chơi với ông. Vua có lần đã trách ngũ lão. Minh Hiến là hoàng tử, sao ngươi lại khinh suất thế? Sau Minh Hiến lại đến nhà, ngũ lão vẫn cùng ngồi như xưa, chỉ nói, ân Chúa nhớ đến nhà tôi nữa mà thánh thượng của trách tôi. Nhưng Minh Hiến vẫn lui tới thường xuyên, mà ngũ lão cũng không đổi nét cũ. Ấy là vì một người thì cậy của mà giữ lễ tiết sơ sài, một người thì ham của mà quên mất cả phận trên dưới vậy. Nhà Nguyên sai lễ bộ thượng thư nãi mã đài sang báo việc nhân tông lên ngôi. Sa giá trở về, dâng lễ thắng trận ở các lăng phủ Long Hưng. Đến sông Thâm Thị, bỗng gặp mưa gió sấm chớp, ban ngày mà tối đen như đổ mực trong khoảng gang tấc cũng không nhìn thấy nhau. Dây buộc thuyền đều bị đứt cả. Thuyền ngự chìm ở giữa dòng. Vua bám lấy mũi thuyền leo lên mùi, đưa chân cho các cung nữ. Nữ quan bám lấy để cùng leo lên mùi. Các thuyền khác đều giặt sang bãi cát. Vua truyền chỉnh đốn lại nghi trượng để về Kinh Đô. Tháng 6, vua tử Chiêm Thành về đến Kinh Đô. Các quan bái ít đều mặc áo ngắn cả, vì đồ quân phục đều bị ướt hết. Bây giờ Hoàng Thái tử giám quốc, triêu văn đại vương Nhật Duật và nghi võ hầu quốc tú chỉ huy quân tả hữu thánh dực ở lại giữ nước. Vua có chiếu tuyên dụ rằng công lao của các quan ở lại giữ nước và các tướng theo ta đi đánh trận là ngang nhau. Vì thái tử còn trẻ dại, nên việc ở lại giữ nước lúc này không giống với các lúc khác. Còn các tướng đi theo thì cũng có công, nhưng rồi cũng không tiến hành ban thường nữa. Sai sứ sang nguyên. Phong chế trí làm hiệu trung vương, lại đổi làm hiệu thuận vương tôn thêm huy hiệu cho các tiên đế, tiên hậu và gia phong danh thần các xứ. Lập đền thờ thần ở cửa biển Cần Hải. Trước đây, vua đi đánh Chiêm Thành, đến cửa biển Cần Hải trước là Càn, tránh tên húy đổi là Cần, đóng quân lại. Đêm nằm mơ thấy một thần nữ khóc lóc nói với vua, thiếp là cung phi nhà triệu tống, bị giặc bắc bách, gặp phải sóng gió, trôi giạt đến đây. Thượng đế phong thiếp làm thần biển đã lâu. Nay bệ hạ mang quân đi, thiếp xin giúp đỡ lập công, tỉnh dậy, vua cho gọi các bố lão tới hỏi sự thực, cho tế, rồi lên đường. Biển vì thế không nổi sóng. Quân nhà vua tiến thẳng đến thành đồ bàn, bắt được chúa chiêm đem về. Đến nay, sai hữu ti lập đền, bốn mùa cúng tế. Truy tôn chiêu vương làm nguyên tổ hoàng đế, cung vương làm ninh tổ hoàng đế, ý vương làm mục tổ hoàng đế. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói, vũ vương nhà chu lên ngồi, truy tôn hai tổ làm vương. Thái tổ nhà tống được nước, truy tôn bốn đời làm đế. Bởi vì tổ tông tích lũy công đức, nhân nghĩa nên mới có được thiên hạ, thì việc truy tôn huy hiệu cho các miếu thờ là việc cần phải làm gấp. Nhà Trần có thiên hạ, đã lên ngôi đế mà tước vương truy phong cho ba đời đã là việc không thỏa lòng người, đến nay mới truy tôn đế hiệu thì lại có lỗi là để chậm chạp. Quý Sửu, Hưng Long năm thứ hai 1313, Nguyên Hoàng Khánh năm thứ hai, mùa xuân, tháng riêng, truy tôn ninh tổ phu nhân lâm ninh từ Hoàng Hậu, Mục tổ phu nhân làm mục từ hoàng hậu. Tháng 2, hiệu thuần vương chế trí đến hành cung Gia Lâm, chết, đem hỏa táng. Tháng 3, sao chổi mọc ở phương Tây. Hưng nhượng vương quốc tảng mất. Mùa hạ, tháng 6, ngày 20, xét đánh tam ti viện, thủ phân lương lang chết. Truyền cho bản ti bỏ tiền ra làm chay lễ tạ. Theo lệ cũ, xét đánh cung điện, đường vũ phải làm chay cầu phúc trừ tà thì hữu ti lo đồ bảy biển, còn lễ vật cần ung thì do kho công bàn cấp, các xứ khác thì do bản ti bỏ tiền làm chay lễ tả Mùa đông, tháng 10, duyệt định Vũ quân, đổi quân Vũ Tiệp thành quân Thiết Ngạch, lấy đại liêu ban Trần Thanh Ly làm Vũ vệ đại tướng quân thống lĩnh quân này. Lấy An phủ sứ Đỗ Thiên Hư làm kinh lược sư. Bấy giờ Chiêm Thành bị người xiêm xâm lược, vua Sai Thiên Hư đi kinh lược Nghệ An, Lâm Bình để sang cứu. Sau này mọi kế hoạch lo liệu về biên giới phía Tây, Minh Tông đều ủy cho Thiên Hư. Tháng 12, Phụ Quốc Thái Bảo Chiêu Hoài Hầu hiện mất. Lấy Trần Khắc Trung làm tả phụ, tức quan phục hầu. Giáp dần, Hưng Long năm thứ 22, từ tháng 3 trở đi là Đại Khánh năm thứ nhất, Nguyên Diên Hiệu năm thứ nhất. Mùa xuân, tháng 3, sắc cho Trung Thư ban tên húy của Bản Triều, thêm các tên húy của Ninh Hoàng và của hai Thái Hậu Tuyên Từ, Bảo Tử. Ngày 18, vua nhường ngôi cho hoàng thái tử mạnh. Thái tử mạnh lên ngôi hoàng đế, đổi niên hiệu là Đại Khánh năm thứ nhất. Đại xá, vua tự xưng là Ninh Hoàng, tôn thượng hoàng là Quang Nghiêu Duệ Vũ Thái Thượng Hoàng đế, tôn thuận thánh hoàng hậu là thuận thánh bảo tử Thái Thượng Hoàng hậu. Quần thần dâng tôn hiệu là thể thiên sùng hóa khâm minh duệ hiếu hoàng đế. Truy tặng hưng nhượng vương quốc Tàng làm thái úy. Mùa đông, tháng 10, thi thái học sinh. Ban tước bạ thư lệnh, sai cục chính nguyễn bính giảng dạy để sau này bổ dụng xuống chiếu cho tam phẩm phụng ngự lập dung đô để trung bổ đặt đô phù liễn làm long vệ tướng chọn con trai cấm quân và những người đã thích chữ kim cương trong quân thiết ngạch để sung bổ vào sau khi vua nhận nhường ngôi sứ nguyên sang làm lễ đọc quốc thư xong hôm sau ban yến vua mặc áo tràng vạt bằng là màu vàng đội mũ có thao sứ giả khen vua là thanh thoát như thần tiên đến khi về nước sứ giả thường nói đến vẻ người thanh tú của vua sau này sứ ta sang nguyên có người hỏi rằng tôi nghe nói thế từ vẻ người thanh tú nhẹ nhõm như thần tiên có đúng không sứ ta trả lời đúng như thế song cũng là tiêu biểu cho phong thái cả nước sau nguyễn trung ngạn và phạm mại sang nguyên đáp lễ